Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đây là bản tin quốc tế phát sóng vào lúc 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Trong tuyên bố hôm 13 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố chiến dịch quân sự của nước này đã đạt được tiến triển ở hầu khắp dải Gaza và lực lượng vũ trang Hamas đã mất kiểm soát khu vực này. Cùng ngày, lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát dải Gaza cho biết đã thông báo với những nhà trung gian hòa giải về việc đổi 70 con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục tiêu điểm quốc phòng, nhưng trước hết sẽ là những tin nhanh đáng chú ý. Trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, ông Joe Biden muốn tái thiết lập mối quan hệ quân sự với Trung Quốc. Theo ông Sullivan, việc khôi phục quan hệ quân sự có thể diễn ra ở mọi cấp độ, từ lãnh đạo cấp cao tới tác chiến chiến thuật, cũng như trên biển và trên không ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dự kiến ông Biden sẽ gặp trực tiếp ông Tập Cận Bình vào ngày 15 tháng 11 tại San Francisco, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Ngày 14 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng từ 17 quốc gia thành viên của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã gặp nhau tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc với chương trình nghị sự tập trung về an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1950, chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi Hiệp định Đình Chiến giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Cơ quan này do Hoa Kỳ đứng đầu. Một phóng viên người Liban đang đưa tin trực tiếp từ biên giới Liban-Israel về cuộc xung đột trên dải Gaza thì bị tấn công bởi tên lửa từ phía Israel. Kênh truyền hình Al-Jadid của Liban cho biết, phóng viên trên đã chạy thoát mà không bị thương, trong khi các đồng nghiệp ở trường quay cho biết cô đã bị lực lượng Israel nhắm bắn. Quân đội Israel vẫn chưa bình luận về vụ việc này. Trong một động thái cải tổ nội các quy mô lớn, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đưa cựu Thủ tướng David Cameron trở lại làm Ngoại trưởng Anh. Chia sẻ trên mạng xã hội, ông David Cameron cho biết ông rất vui khi đảm nhận vai trò mới trong chính phủ của Thủ tướng Sunak, nhất là vào thời điểm thế giới đang có nhiều thay đổi. Sự trở lại của ông cho thấy Thủ tướng Sunak muốn thu hút sự ủng hộ từ các thành viên thuộc nhóm ôn hòa trong đảng bảo thủ. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên Hợp Quốc của Liên minh châu EU, ông Josep Borrell, mới đây cho biết viện trợ quân sự của khối này cho Ukraine đã đạt 27 tỷ euro kể từ tháng 2 năm ngoái, con số cao kỷ lục trong lịch sử Liên minh. EU đang có kế hoạch chi tiếp 20 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng đang vấp phải sự phản đối từ một số nước thành viên. Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng các nước EU sẽ thảo luận về kế hoạch này tại Bruxelles, Bỉ trong tuần này. Ngày 13 tháng 11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã nộp đơn từ chức của chính phủ do ông lãnh đạo. Động thái này diễn ra tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới theo quy định của Hiến pháp Ba Lan. Sau khi chính phủ từ chức, Tổng thống Andrzej Duda đã chính thức giao nhiệm vụ cho ông Morawiecki đứng ra thành lập nội các mới và tìm kiếm liên minh nhằm đảm bảo thế đa số. Trong trường hợp ông thất bại, Hạ viện Ba Lan sẽ bỏ phiếu bầu chọn ứng cử viên thủ tướng mới. Ngày hôm qua, các quan chức Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ nới lỏng quy định làm việc 52 giờ một tuần đối với một số ngành có công việc nặng nhọc. Bộ Lao động Hàn Quốc nêu rõ, mặc dù nước này vẫn duy trì chính sách làm việc 52 giờ mỗi tuần, nhưng chính phủ vẫn lên kế hoạch để đảm bảo thực hiện cải cách đối với một số ngành nghề nhất định. Ngay cả khi quy định về số giờ làm việc hàng tuần được nới lỏng, số giờ làm việc hàng tháng vẫn giữ nguyên. Liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 13 tháng 11 tuyên bố Hamas đã mất kiểm soát dải Gaza, đánh dấu thay đổi mang tính bước ngoặt trong nỗ lực thực hiện mục tiêu xóa sổ lực lượng này. Trong khi đó, cùng ngày Hamas tuyên bố sẵn sàng đổi 70 con tin để lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Tuyên bố về việc Hamas mất quyền kiểm soát Gaza được Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra trên truyền hình quốc gia nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Hamas đã mất kiểm soát dải Gaza, các tay súng đang rút chạy về phía nam, cư dân đang cướp phá những căn cứ của Hamas, họ không còn nhiều niềm tin vào chính quyền tại đây. Bộ Quốc phòng Israel cũng thông báo hạ thêm hàng loạt chỉ huy Hamas trong các cuộc không kích nhằm vào dải Gaza. Trước đó, một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ lữ đoàn Golani của Israel tập trung trong tòa nhà Hội đồng Lập pháp ở thành phố Gaza.
Ngoài ra, quân đội Israel cũng công bố hình ảnh được cho là bằng chứng Hamas cất giữ vũ khí trong tầng hầm của một bệnh viện nhi ở Gaza. Và chúng tôi cũng tìm thấy những dấu hiệu cho thấy Hamas đã giam giữ con tin ở đây. Việc này đang được chúng tôi điều tra, nhưng chúng tôi cũng có thông tin tình báo để xác minh điều đó. Giới chức Hamas chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, cùng ngày, lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát dải Gaza, cho biết đã thông báo với những nhà trung gian hòa giải về việc lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho 70 con tin, gồm phụ nữ và trẻ em, bị bắt làm con tin ở Gaza để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày. Trong 5 ngày ngừng bắn, chúng tôi có thể thả 50 phụ nữ và trẻ em đang bị giam ở Gaza và có thể lên tới 70 con tin. Lệnh ngừng bắn này phải bao gồm việc chấm dứt mọi hoạt động thù địch và cho phép hàng viện trợ vào Gaza. Tuy nhiên, đối phương đang trì hoãn điều này. Hiện, khoảng hơn 200 con tin Israel vẫn đang bị giam giữ ở Gaza và Israel được cho là đang lên kế hoạch tấn công mạng lưới đường hầm ở Gaza để giải phóng toàn bộ các con tin này. Trong vòng vài ngày hoặc thậm chí vài giờ tới, nếu không có thỏa thuận thả con tin theo thỏa thuận, thì các hoạt động quân sự nhằm vào những nơi con tin có thể bị giam giữ sẽ bắt đầu. Trong khi đó, đồng minh lớn nhất của Israel là Hoa Kỳ tiếp tục gây sức ép với Tel Aviv. Theo đó, Tổng thống Biden cho biết đã liên hệ với Israel về việc bảo vệ các bệnh viện chính và một thỏa thuận thả tù nhân với sự giúp đỡ của trung gian hòa giải Qatar. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xe tăng của Israel đang bao vây bệnh viện lớn nhất Gaza là Al-Shifa với cáo buộc tại đây có đường hầm đặt trụ sở của lực lượng Hamas và lực lượng này đang sử dụng bệnh nhân làm lá chắn. Hamas đã bác bỏ cáo buộc này của Israel. Cơ sở y tế chủ chốt này cũng đang cạn kiệt nhiên liệu để chạy máy phát điện cũng như các thiết bị duy trì sự sống cho bệnh nhân. Tính từ cuối tuần qua, 27 bệnh nhân ở bộ phận chăm sóc tích cực và 7 trẻ sơ sinh đã tử vong tại bệnh viện này do thiếu nhiên liệu. Vào ngày 13 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan và Bộ trưởng Quốc phòng Rumani đã khai trương trung tâm huấn luyện phi công điều khiển máy bay tiêm kích F-16 của châu Âu tại căn cứ không quân Fetesti. Đây sẽ là nơi các phi công Ukraine được đào tạo để lái tiêm kích hiện đại của phương Tây. Trung tâm đào tạo Fatesti nằm cách thủ đô Bucharest 150 km về phía đông. Lockheed, công ty sản xuất máy bay tiêm kích F-16, là đơn vị cung cấp giảng viên và chuyên viên kỹ thuật cho khóa đào tạo này. Theo kế hoạch, khóa đào tạo cho các phi công Ukraine lái F-16 sẽ kéo dài 6 tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren cho biết bà hy vọng các phi công Ukraine sẽ bắt đầu học cách vận hành F-16 càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự trợ giúp mà họ cần như đào tạo và viện trợ quân sự, do đó nguồn tài trợ của châu Âu cũng rất cần thiết. Trước đó, hôm 7 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Hà Lan và Thủ tướng Mark Rutte về việc hỗ trợ Kiev, trong đó có việc chuyển giao 5 máy bay tiêm kích F-16 của nước này cho Ukraine. Và số máy bay này đã được đưa đến Romania. Ukraine từ lâu đã yêu cầu các máy bay F-16 từ các đồng minh Hoa Kỳ và Đan Mạch, được cho là đã bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16. Vào tháng 8 năm 2023, Đan Mạch cho biết 9 phi công Ukraine đã bắt đầu huấn luyện tại một căn cứ quân sự ở Skytrap cách Copenhagen khoảng 270 km về phía Tây cùng với các nhân viên bảo trì và phục vụ. Hà Lan đã cam kết cung cấp tới 18 máy bay chiến đấu cho chương trình và cũng sẽ đào tạo phi công từ Romania và các nước NATO khác. Trong chuyến thăm Bucharest vào tháng 10 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và người đồng cấp Romania Klaus Iohannis đã thảo luận cách thức để đẩy nhanh quá trình đào tạo phi công Ukraine để giúp họ trở thành một trong những người đầu tiên ở tuyến đầu. Ngày 13 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra tuyên bố khai mạc tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2023, đánh dấu bắt đầu chuỗi các hoạt động và cuộc gặp song phương bên lề của sự kiện quan trọng này. Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường tham dự tuần lễ cấp cao APEC và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11. Các
quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cùng hàng nghìn đại biểu, lãnh đạo doanh nghiệp và hơn 2.000 nhà báo đã tới San Francisco để tham gia tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2023. Tại hội nghị APEC lần thứ 30, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chào đón các lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, nêu bật sức mạnh và sự phục hồi của kinh tế Hoa Kỳ, mối quan hệ lâu đời của kinh tế Hoa Kỳ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sự gia tăng đầu tư tạo việc làm từ các thành viên APEC và Hoa Kỳ thời gian gần đây, cũng như vai trò của nền kinh tế Hoa Kỳ trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới ở khu vực. APEC 2023 cũng là dịp để nước chủ nhà thể hiện vai trò của kinh tế Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên sẽ tham gia các cuộc họp cấp cao và các sự kiện bên lề với các bên liên quan về nhiều chủ đề, bao gồm khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, khoa học, nghiên cứu và đổi mới, công nghệ quan trọng và mới nổi, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cao, trao quyền kinh tế cho phụ nữ và tính bao trùm. Các cuộc họp này sẽ đặt nền tảng thúc đẩy hợp tác trong APEC năm sau và sẽ đóng vai trò quan trọng cho việc củng cố chủ đề APEC năm nay là kiến tạo một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người. Trong nhiều năm tới, Hoa Kỳ dự kiến sẽ chuyển giao trách nhiệm cho Peru với tư cách là chủ nhà APEC năm 2024. Một trong những hoạt động đầu tiên của tuần lễ cấp cao APEC là hội nghị Bộ trưởng Tài chính trong 2 ngày 12-13 tháng 11 với sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương có vị trí ở trung tâm nền kinh tế toàn cầu, đại diện một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất và năng động nhất trên thế giới. Chính vì vậy, các hành động chúng ta thực hiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho riêng nền kinh tế và người dân của chúng ta, mà còn cho việc giải quyết các thách thức toàn cầu mà thế giới đang phải đối mặt. Bộ trưởng Yellen cũng kêu gọi các nền kinh tế thuộc vành đai Thái Bình Dương tăng cường khả năng sản xuất, nỗ lực đầu tư để chuyển sang sử dụng các loại năng lượng phát thải ít carbon và mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người nghèo. Trước thềm sự kiện này, Ban Thư ký APEC đã đưa ra dự báo cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của 21 nền kinh tế thành viên sẽ giảm xuống còn 2,8% vào năm 2024, từ mức 3,3% được dự báo cho năm 2023. Tốc độ tăng trưởng GDP của APEC sẽ đạt trung bình 2,9% trong năm 2025 và 2026, thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 3,2%. Nguyên nhân là do lãi suất cao làm chậm tốc độ tăng trưởng của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo đó, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này cần phải giải quyết những khác biệt sau nhiều năm tranh chấp thuế quan và hạn chế xuất khẩu. Dự kiến, đây sẽ là một trong những nội dung được lãnh đạo hai nước thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày mai, 15 tháng 11, bên lề hội nghị APEC. Trụ sở của Liên Hợp Quốc tại Geneva và nhiều văn phòng đại diện trên thế giới ngày hôm qua đã treo cờ rủ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ hơn 100 đồng nghiệp thiệt mạng ở dải Gaza trong cuộc xung đột Hamas-Israel. Nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các đồng nghiệp tại Liên Hợp Quốc đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 101 nhân viên thiệt mạng ở Gaza. Đây là con số thương vong lớn nhất về nhân viên nhân đạo trong lịch sử 78 năm của tổ chức này. Cùng ngày, lá cờ hai màu xanh trắng của Liên Hợp Quốc đã được treo rủ tại các văn phòng ở Bangkok, Tokyo và Bắc Kinh. Trong tháng qua, 101 đồng nghiệp của chúng tôi đã thiệt mạng ở Gaza. Đây là số lượng nhân viên cứu trợ thiệt mạng cao nhất trong lịch sử tổ chức chỉ trong một thời gian ngắn. Chúng ta tập trung ở đây hôm nay, đoàn kết tại địa điểm mang tính biểu tượng, tỏ lòng kính trọng đối với những đồng nghiệp dũng cảm, những người đã hy sinh mạng sống khi phục vụ dưới lá cờ Liên Hợp Quốc.